Chào mừng anh em đã đến với clip hướng dẫn tân thủ game Ngọa Long. Và đây sẽ là clip hướng dẫn dành cho anh em chưa chơi game bao giờ. Những anh em chơi phiên bản cũ và cảm thấy phiên bản mới này nó quá lạ, hay là những anh em mới chơi, thì đây sẽ là những gọi là thông tin cơ bản về game cho các anh em. Clip này sẽ hướng dẫn anh em đi từ level 1 đến level 100 trong ngày đầu tiên nha. Rồi, đi thôi. Các anh em có thể có những cái mẹo khác thì chia sẻ phần comment cho mọi người cùng biết nha. Rồi, đây sẽ là chỉ những cái kiến thức cơ bản đấy. Ok, bắt đầu thôi. Mình chọn ngẫu nhiên để xem người ta cho mình nước gì nhé. Ngụy các bạn ạ. Mình nhận được ngụy các bạn ạ. Ok. Bước đầu tiên thì chúng ta chỉ cần đi theo những mũi tên mà game cho thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn quá. Rồi. Bước đầu tiên này thì không có gì nói cả. Cứ game kêu sao thì mình làm. Game mở lần đầu trên Halo các bạn ạ. Thì đây là game đang hướng dẫn mình sơ lược về binh chủng. Chúng ta có 5 loại binh chủng: bộ, bị, thương, cung và bắn. Các binh chủng này sẽ khắc chế lẫn nhau cho các bạn. Thì đây, 3 binh chủng khắc chế nhau nhiều nhất chính là kỵ binh, bộ binh và thương binh. Bộ binh khắc chế thương binh nhưng sợ kỵ binh. Thương binh khắc chế kỵ binh nhưng sợ bộ binh. Kỵ binh khắc chế bộ binh nhưng sợ thương binh. Bộ khắc thương, thương khắc kỵ, kỵ lại khắc bộ. Các bạn chỉ cần nhớ như thế thôi, nó xoay vòng như thế. Đây, được chưa? Bộ khắc thương, thương khắc kỵ, kỵ lại khắc bộ. Nó cứ đi theo một vòng như thế. Khắc và khắc là gì? Khắc và bị khắc là gì? Bộ khắc thương, bộ khắc chế được thương binh, tức là bộ binh sẽ gây thêm sát thương lên thương binh. Giả sử chỉ số của cả hai tướng là như nhau, chỉ số của binh chủng đều là 1-1 như nhau, thì lượng sát thương sẽ chỉ đơn giản là công của người này trừ đối thủ người kia sẽ ra lượng sát thương, đúng không ạ? Nhưng mà không đơn giản như vậy. Nếu mà người này, người tấn công là bộ binh, người nhận đòn là thương binh, thì cái lượng sát thương đấy sau khi tính toán xong sẽ còn phải nhân thêm một, sẽ còn tăng thêm một lượng phần trăm nhất định. Tại vì bộ khắc thương mà, sát thương từ bộ binh gây cho thương binh sẽ được tăng thêm một lượng nhất định. Và ngược lại, thương binh bị bộ binh khắc thì sát thương mà thương binh gây ra cho bộ binh sẽ bị giảm đi một lượng nhất định. Và đây, 3 binh chủng này khắc chế lẫn nhau. Binh chủng thứ 4 chúng ta có, đấy chính là cung binh. Cung binh khắc và bị khắc bởi tất cả các binh chủng khác, tức là được tăng đam lên tất cả mọi đối phương, nhưng mà đối phương đánh mình cũng ăn đủ luôn. Đây sẽ chơi theo kiểu gọi là AD trong các game khác đấy các bạn. Quan văn sợ các binh chủng khác nhưng lại có một chức năng khác, chúng ta sẽ tìm hiểu sau nha các bạn. Rồi, đi nào. Ô
Ok, đây chính là hiệu ứng thiết bích của Bùi Nguyên Thiệu. Tất cả sát thương mà anh ta nhận sẽ chỉ là một. Đó, một. Game có hai dạng nha các bạn. Khi mà các bạn thấy màu đỏ, tức là các bạn đang bị trừ máu đó, là sát thương gây ra đó. Nhưng mà khi các bạn nhìn thấy màu xanh lá cây, là tức là bạn đang được hồi máu đó. Rồi, đi tiếp nào. Đây, chúng ta có thể bỏ qua được rồi này. Rồi, tiết kiệm rất là nhiều thời gian đấy. Rồi, gần xong rồi các bạn. Bước đầu tiên của game đã gần xong rồi. Trận này chắc chắn thua. Game quy định vậy rồi các bạn, không né được. Rồi. Chọn tối đa, tưởng hoàn nhanh lên. Thì cứ bước đấy rất đơn giản thôi. Game kêu gì mình làm đấy. Bắt bấm vào đâu mình bấm đấy. Rồi, tiếp tục nào. Nhận quà thôi. Rồi, ok. Không thử à, chúng sẽ tăng cấp. Cấp này, cấp cổ sách được không đủ đó. Thì cấp của tất cả các cái nhà này bị ảnh hưởng với cấp của thành chính, nó không thể cao được hơn cấp của thành chính các bạn ạ. Đó, mình sẽ tăng. Rồi, tăng cấp một tướng huấn luyện này. À, mình sẽ mở ô tướng nha các bạn. À nhầm, mình sẽ mở ô huấn luyện tướng nha các bạn. Đây, lần mở đầu tiên là tốn 0 vàng. Mình có 3 vị trí. Từ lần mở tiếp theo là sẽ tốn vàng 50 nha. Lần mở sau nữa sẽ tốn thêm vàng nữa nha các bạn, hình như là 100 thì phải. Nhưng mà chỉ cần mở lần đầu tiên là miễn phí thôi. Rồi, chúng ta sẽ tăng sức mạnh của Văn Phục Thanh lên này. Bùi Nguyên Thiệu cũng thế nha. Hoặc là các bạn lười thì các bạn có thể bấm luyện thanh. Rồi, đi thôi. Cường hóa lên 10 luôn. Vâng, Trương Bảo chắc chết rồi này. Vâng, game lần đầu tiên nó hơi lag các bạn. Game load lần đầu tiên nó sẽ lag như thế này các bạn. Nhưng mà sau khi máy của các bạn thích nghi được sẽ nhanh hơn. À, thường thì các bạn sẽ đánh luôn đúng không? Nhưng mà mình thì sẽ không làm thế nhá. Mình sẽ nâng cấp thành chính lên. Đấy, phải rời đến Trường An này. Đấy, mình sẽ rời. Ok. Rồi, đánh bại Hoàng Cân, Hoàng Tông. À, lý do mà mình chưa đi tiếp các bạn ạ, là tại vì binh đao. Sao nào? Cái mình muốn bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ chương các bạn. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ chương 4 nha các bạn. Tăng cấp một tướng lên 20, phủ sách lược đạt 20. Rồi. Đây. Một tướng khi đạt cấp độ 20 chúng ta sẽ có thể chuyển chức nha các bạn. Rồi. Sẽ mạnh hơn rất là nhiều đấy. Bốn nguyên thiện chúng ta sẽ làm được tương tự. À, các bạn nhìn nha, 1111, 0.5, 0.25, 0.2, chuyển chức này. 1.2 nha các bạn. Đã từ 0.25 lên 0.4 rồi nè các bạn. Thì những điểm này là những điểm gì? Đây chính là vật công, vật phòng. Tấn công và phòng thủ, hệ vật lý. Chiến công và chiến phòng. Tấn công và phòng thủ, hệ chiến pháp. Mưu công và mưu phòng chính là tấn công và phòng thủ của hệ mưu lược. Thì các bạn nhìn nè, kỹ năng thiết bích của Bùi Nguyên Thiệu là chiến pháp,
tức là dài hạn chiến công đấy các bạn. Và đây, văn phượng khanh của chúng ta, kỹ năng là thủ hộ, hệ kế sách đấy các bạn, tức là mưu công đấy các bạn. Thì chúng ta có 3 điểm chỉ huy, võ và trí. Chỉ huy liên quan đến vật công và vật phòng. Điểm này càng cao thì vật công và vật phòng càng cao. Võ là chiến công và chiến phòng. Trí là mưu công và mưu phòng. Tiếp theo một tướng. Đây mình sẽ bấm vào nút chỉ huy. À mình xin lỗi, chi tiết trên này nha các bạn. Đó. Một tướng sẽ có chức. Chức của tướng đó sẽ đánh giá là tướng đó được sử dụng những binh chủng gì. Cung binh và quan văn chính là trí tướng. Và chức còn có một chức gọi là giới hạn nữa, đấy chính là điểm trưởng thành. Đó. Tức là mỗi khi bạn lên một cấp bạn sẽ được tăng bao nhiêu máu đó, chính là điểm trưởng thành ở đây đó. Đây, chuyển sinh cần level 60. Tức là khi bạn đạt level 60, tướng đó đạt level 60 sẽ được chuyển sinh một lần. Chuyển sinh này là như thế nào? Level từ 60 sẽ chuyển về thành 1. Nhưng chỉ số sẽ được tăng thêm này. Mỗi lần sẽ được tăng lần này chỉ số cho các bạn. Đấy, mỗi lần chuyển sinh tăng lần này chỉ số. Ví dụ đây 2.2, 73. Sau khi chuyển sinh sẽ được trở thành 73 cộng 2.2 là thành 75.2 đúng không ạ? Đó, đấy là chức năng của chuyển sinh. Ok, chúng ta đi tiếp này. Chí tướng thì điểm trưởng thành chỉ có 48 thôi. Nhưng mà Bùi Nguyên Thiệu anh ta là cấm quân. Cấm quân sở hữu bộ binh và thương binh. Cấm quân điểm trưởng thành tận 72 lận các bạn ạ. Thì một quy luật bất thành văn, đấy là tất cả những cái chức nào mà sở hữu quan văn thì điểm trưởng thành đều không cao. Đúng rồi, thư sinh làm sao mà trâu bò và người tập tạ được đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Yêu cầu gì đây này? Ngư lân trận lên level 2. Rồi, bắt sao mình làm vậy? Vậy là đã xong chương 3 rồi đó các bạn. Chúng ta cần phải hoàn thành chương 4 nữa các bạn. Rồi, diệt hoàng cân quang tông này, khoa kỹ giáp. Rồi, đã lên level 5. Thao trường 20, cờ hiệu 20. Rồi. Ok, thì các bạn có thể thấy ở đây này, mình sẽ tăng tốc cái này lên nha. Rồi, các bạn có thể thấy này, cái này là 50 phút 14 giây là phải cờ dùng tới 6 vàng nha. Thì cứ mỗi 10 phút là sẽ được tính là 1 vàng. Nhưng mà chỉ cần nhích thêm 1 giây thôi, nó cũng tính là 10 phút tiếp theo, trở thành 60 phút rồi các bạn. Thì đây, đó, dưới 50 phút sẽ trở thành còn 5 vàng. Đó, tức là 50 phút 1 giây nó cũng tính cái 1 giây đấy vào 10 phút tiếp theo rồi các bạn. Cho nên các bạn phải chờ là nó từ 9 phút trở xuống các bạn. À mình sẽ nói từ 9 phút 59 giây trở xuống thì sẽ là giảm giá đi đấy các bạn. Cho nên là bởi vậy lúc nãy mình đã chờ nó rút gọn đi là vì như thế, để mình tích cận được 1 vàng. Rồi, các bạn có thể thấy là 1 vàng thì đáng bao nhiêu đâu mà cần phải tiết kiệm. Các bạn sẽ không nâng cấp thành một lần mà các bạn sẽ nâng cấp thành nhiều lần đúng không ạ? Cho nên là mỗi lần các bạn tiết kiệm 1 vàng là các bạn sẽ tiết kiệm một lượng lớn, rất là lớn vàng đấy. Rồi, đi tiếp nào. Thì đây là clip hướng dẫn cân bằng dành cho cả những bạn chưa biết gì về, cho nên là mình sẽ nói hơi chi tiết một chút xíu. Thì những bạn nào mà những gì mà các bạn đã biết rồi thì các bạn phải bỏ qua nha. Đây là cách để các bạn có thể đạt được level 100, thậm chí 110 trong ngày đầu tiên mà không cần nạp. Giờ những bắc bình, ok. Để mình xem nào. Ok. Đó. Quy tắc thì như lúc nãy mình nói thôi. Mình sẽ mở thêm một đội nha các bạn. Đó. Ok, dùng. Đeo nhanh thôi, rất là đơn giản, không có gì khó cả. Đánh bại độc chắc Trường An để có thể lên được level
60 này các bạn. Đây. Đã xong chương 4 rồi các bạn. Mục đích của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta có thể chọn giác ngộ này. Tào Phi, đây là tướng của Ngụy, con trai của Tào Tháo đó các bạn. Thì anh chàng này là của Ngụy, Chu Thương thì là của Thục, Chu Nhiên là của Mô. Ba tướng này sẽ có sức mạnh khác nhau nha các bạn. Thì Tào Phi là gì? Anh ta sở hữu mưu công toàn diện, đánh tất cả đối phương và hồi máu cho bản thân. Chu Thương, anh ta sở hữu đam vật công toàn bộ đối phương. Và cả hai tướng này sau khi sử dụng kỹ năng thì sĩ khí đều trở về không. Sĩ khí là gì thì lát mình sẽ giải thích sau. Trừ có Chu Nhiên. Anh chàng Chu Nhiên này thì hơi đặc biệt một chút xíu là anh ta sẽ hồi được 50 sĩ khí nha các bạn. Và ở cấp xanh lá cây hay còn gọi là tướng Titan thì anh ta hồi tận 145 sĩ khí lận. Trong ba tướng này anh ta là người duy nhất có thể sử dụng kỹ năng liên tục. Ở cấp xanh nước biển thì anh ta chỉ cần đơn giản là dùng một tướng giúp anh ta hồi sĩ khí thôi là anh ta vẫn có thể dùng kỹ năng liên tục được. Rồi, nhận quà online này. Đó. Ra thế giới xem nó chỉ mình cái gì nào. Ok ok, rồi vào tài nguyên. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy là ăn tài nguyên đúng không ạ? Nhưng mà mình thì không làm thế. Tại vì tại sao? Mục tiêu của chúng ta là lên được cấp 100 trong ngày đầu tiên. Thì như các bạn có thể thấy ấy, mỗi lần chúng ta lên cấp là chúng ta phải rời thành đúng không ạ? Mà bây giờ các bạn rời thành thì cái khoáng đấy các bạn sẽ phí mất lượt ăn mất rồi. Cho nên là ăn khoáng sớm là một việc làm không tốt nha các bạn. Các bạn sẽ không tối ưu được lượng bạc, lượng lúa nhận được từ tài nguyên. Rồi, nào vào phần trang bị nào. Chiêu mộ là chúng ta cần Tào Phi. Hot boy chúng ta đã xuất hiện rồi đấy. Bắt đầu huấn luyện. Ta có gì nào? Vâng, đây là hướng dẫn giác ngộ của thằng không có gì à? Chúng ta còn lâu mới có thể giác ngộ được anh ta. Thực chất là phoi chiến vu thuật sư mình không thích lắm. Kỳ cầu thủ ây da. Giác nghiêu cũng ok nhưng mà mưu công của giác nghiêu hơi thấp, mình cần một con khác. Kỳ cầu thủ đây. Đây chính là hot boy mà chúng ta đang tính tới. Văn Phục Khanh thì mình sẽ cho bạn ấy về làm thi cổ thủ. Rồi đổi trang bị tốt nhất sang cho Tào Phi thôi nha. Và bú nguyên thiệu thì đến giai đoạn này chúng ta không cần bú nguyên thiệu nữa rồi các bạn. Cho anh ta về mình. Nhưng mà chúng ta đừng sa thải nha, chúng ta vẫn sẽ cần anh ta đấy. Rồi. Thao trưởng 40, cửa hiệu 40. Rồi. Cửa hiệu 60. Phủ sách lược 60. Rồi. Chọn hệ thống là để nhỏ to hay là chỉnh âm lượng hay là những cái thiết lập khác. Và một thứ khác đấy chính là mã quà. Các bạn có thể nhập mã tân thủ vào đây. NLTT12. Nhớ viết ra giúp mình nhé. NLTT tức là Ngoạ Long Tân Thủ 12 đấy ạ. Đổi, các bạn sẽ nhận được 100 vàng, 10.000 bạc và 1.000 chiến công. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Thì cái cách xóa là như mình đã nói rồi thôi. Cứ từ 5 phút trở lên là các bạn có thể xóa được. Nếu nó dưới 5 phút thì nó sẽ không có bõ lắm. Rồi. 8 phút này, trời. 7 phút này, trời. Ok.
Để xem Tuxi làm được gì nha các bạn. Không thôi tuyệt vời. Như các bạn có thể thấy là đối phương còn chưa có cơ hội ra đòn thì Tào Phi đã tiễn mọi người về nơi chín suối rồi. Rồi. Văn Phượng Khanh đã lên được cấp 40 rồi các bạn ơi. Trùng tu nè. Hãy kiếm cho cô ta một cái kỳ cổ thủ. Tại sao tướng cần kỳ cổ thủ thì không ra được à đây. Mới nói xong. Rồi. Tuyệt vời. Mình sẽ nâng Văn Phượng Khanh lên nếu mà mình có những cái nguyên liệu cần thiết các bạn ạ. Tạm thời chưa có thì mình sẽ để tạm như vậy. Rồi, tường ngoài là 40. Vâng, thời hiệu đạt 60. Rồi, phủ sách lực binh đao đến 10. À, đây. Mình quên làm cái điều này các bạn ạ. Giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ cần vật công rất là nhiều. Tại vì như các bạn có thể thấy đấy, là Tào Phi tát một phát là đối phương gục sạch. Không ai chịu được một tát nữa. Thì đây, mình sẽ tăng thêm cả đóng quân, tức là tăng lượng lính cho Tào Phi nha các bạn. Máu càng nhiều thì chúng ta sẽ càng mạnh. Đó, mình sẽ tăng trận Ngư Lân lên. Trận này tăng vật công nha các bạn. Nhìn này. Đó. Ok, chúng ta đi tiếp được rồi đấy. Đến đây thì không còn gì nhiều để nói đây. Cứ một hit thôi. Cứ một hit. Chả ai chịu được một hit của bạn đấy. Bạn ấy vi diệu. Ok. Ngoài ra thì Tào Phi có điểm lợi mà hai tướng còn lại không có. Đây là Chu Nhiên và Chu Thương đấy. Là Tào Phi có khả năng hồi phục. Cho nên là sẽ đánh được SS dễ hơn hai tướng kia. Hai tướng kia thì sẽ cần tướng khác để hồi phục máu cho họ đúng không ạ? Nhưng mà Tào Phi thì không cần. Tào Phi tự làm tự ăn các bạn. Vâng, đến giai đoạn này thì Tào Phi đi cũng như đi chợ. Vâng, làm gì có ai chịu nổi một tát của anh. Người đàn ông lực điện của chúng ta một tát trên hết. Wow. Mình không biết nói gì cả. Thì giai đoạn đầu thì nó chỉ dễ như thế này thôi các bạn. Khi cái nào các bạn mà đạt được level 80 ấy, game bắt đầu sẽ khó hơn. Đây chính là map ẩn. Có bản ẩn của map này. Mình sẽ không vào cho các bạn để tiết kiệm quân lệnh. Để đi những cái cần thiết thôi. Chúng ta sẽ không đi lan man những cái có bản ẩn cần thiết đấy. Có bản ẩn đấy thì chỉ sẽ cho chúng ta một số trang bị. Nhất định là mình sẽ không vào. Như các bạn có thể thấy là NPC chúng ta có 3 loại. Đen là gọi là Lola đấy, không đáng nhắc tới. Màu vàng thì những tướng này chúng ta sẽ chiêu mộ được khi mà vào tiểu quán. Tiểu quán là gì thì lát các bạn sẽ thấy nha. Và đây tướng NPC màu đỏ đây là chúng ta tát một phát là thuận theo chúng ta luôn. Đó. Đấy, ăn một tát là giác ngộ luôn. Đấy là lý do mình dùng khổng thuật đấy các bạn. Khi map gọi là vù. Những binh chủng khác thì sẽ không đánh toàn diện như này đâu các bạn. Đó, những binh chủng khác sẽ chỉ chặt một đối tượng nhất định thôi. Nhưng mà bù lại thì sát thương của nó sẽ to hơn. Còn khổng thuật thì đánh toàn diện đối phương nhưng mà sát thương sẽ bé hơn. Mình thích khổng thuật ở một cái nữa đấy là thủ rất trâu. Khổng thuật là một trong hai con trâu nhất trong hàng ngũ quan văn đấy các bạn. Vừa rồi mình đã không được ép. Hơi khó đúng không ạ? NPC đến giai đoạn này bắt đầu đã mạnh lên rồi. Không còn có thể một tát và chết ngay rồi.
thua, độc chác. Vậy thì việc chúng ta cần làm là gì ạ? Quay lại chứ sao? Nâng cấp lên. Đó. Chúng ta cần làm gì đấy? Đó, nhận quà sẽ cho chúng ta bộ trang bị xịn sò hơn. Đó, có thêm con ngựa dùng để chạy các bạn ạ. Đối phương mạnh quá thì chúng ta chạy thôi. Rồi, theo con ạ. Cho văn phục cái kiếm cho bạn ấy vui nhá. À, cho thêm cái này nữa đi. Cấp hành chính không đủ. À, cấp 52 mới đủ. Mình quên mất. Đó. Thì chúng ta phải đánh bại độc trác thì có thể làm được bước tiếp theo. Rồi, tạm thời thế đã. Cho tàu phi nè. Cường hóa 2 lên 40 nè. Đấy. Cường hóa kém này cho bạn ấy lên 40 nè. Cả nhà cũng vui. Đó. Đặt nhiều mà. Ồ, mình uống nhầm. Rồi. Chắc chắn là đồng trác không thể sống nổi sau pha này. Vâng. Điều thuyền đã bỏ bạn. Chúc mừng bạn. Việc tiếp theo chúng ta làm là không phải đi map tiếp nữa các bạn. Xây thành. Đúng rồi, chắc chắn là xây thành. Diệt đồng trác xong là chúng ta phải xây thành. Rồi, rời đến nghiệp thành. Ok bạn ơi. 5, 6, 4, 9. Ok. Chúng ta sẽ đợi đi, có thể 4 phút cũng được, không quan trọng. Nhưng mà 1 phút thì ít quá, 2 phút, 3 phút thì ít quá, mình không nỡ. Để sau nha các bạn. Rồi, việc chúng ta tiếp theo đây. Mình xin lỗi. Kiến trúc, sách lược, cửa hiệu và thành chính đặt 60. Chà, hơi căng. Trong lúc chờ kiến trúc giảm thời gian thì mình sẽ nói một số tính năng khác của game ạ. Thì đây. Một trang bị chúng ta sẽ có mưu công, dẫn binh, chiến công. Ồ, nhìn thế này thì hơi khó à. Vào đây đi. Rồi, chúng ta sẽ có 3 làn thủ. Đấy, đây là phi phong đấy các bạn. Chiến phòng. Đây là thuẫn. Rồi, mưu phòng. Giáp, đất chắc chắn là vật phòng. Thì đây, tương đương với công thì chúng ta có phòng. À, tương đương với phòng của những cái hệ đấy, chúng ta có công của những hệ đấy. Kiếm chắc chắn là vật công. Ngựa là chiến pháp, tức là chiến công đấy. Sách là mưu công các bạn. Và một trang bị đặc biệt đấy chính là ấn. Thì cái này giúp tăng máu cho các bạn. Trong đây ghi là dẫn binh, thực ra nó là máu đấy. Thì tất cả các trang bị đều có 3 dòng là bạo, đánh và né. Thì bạo và đánh là dùng để tăng sát thương, còn né là dùng để tăng thủ các bạn nha. Mình nói nôm na như thế cho dễ hiểu. Rồi, còn mười mấy giây nữa thôi. Mình sẽ cố gắng nói nhảm một cái gì đấy rất là khó để kiếm được cái gì đấy để nói trong cái giai đoạn này, khi mà chỉ còn có vài giây nữa thôi là chúng ta có thể đi bước tiếp theo rồi. Thì chắc là mình sẽ vào đây mình nhận quà đi ha. Nhận nhanh. Rồi, quà điểm danh. Đấy. Ok, đây đến lúc. Và mình tăng cấp lên. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, đã là cấp 52. 28 à, chắc chắn là tiếp tục. 9 này, ui tuyệt vời. Số 9. Ui giời, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi. Chúng ta có thể thấy là mình có thể nhát một xíu đúng không ạ? 59. Một chút nữa thôi. Mình có thể đợi 1 phút không ta? Mình đợi được. Mình rất là nhiều thời gian các bạn. Thành chính đạt 60 thì chúng ta có thể tham gia quân đoàn nữa các bạn. Còn một cấp nữa thôi. Mình lựa chọn không chờ nữa, mình mất kiên nhẫn rồi. Mình hết thời gian. Rồi, tăng vật phòng. Thành chính đặt 60 chúng ta có thể nhận được một ấn nữa nha. Thì đây, ở level 60 chúng ta vào được quân đoàn này các bạn. Wow. Quân đoàn cho chúng ta cái gì ạ? Đây, mình là ngụy thì chắc chắn là mình sẽ vào ngụy quốc rồi. Quân đoàn của ngụy quốc mình sẽ xin vào nha. Ồ, phải xin phép. Đây, con ong chăm chỉ. Vào đi. Ok, mình đã vào được con ong chăm chỉ rồi. Thì vào khoa kỹ của đây. Đây, trong quân đoàn cho chúng ta cái gì ạ? Cái cấp của quân đoàn là sẽ ảnh hưởng đến số người có thể vào được quân đoàn. Thu thuế ảnh hưởng đến tăng trưng thu, tăng chiến công cho thành viên khi chinh chiến. Chiến công này là dùng để nâng cấp tướng nha các bạn, chứ không phải là điểm chiến pháp đâu nha. Sản lượng, đây tài nguyên thu được, nó chính là khi mà ăn tài nguyên đấy.
mậu dịch là thông thương mua bán. Đấy. Thì đây, thông thương mua bán nó sẽ nằm ở những cái tiền trang xưởng ở đây hay là những cái hải cảng ở đây. Đó. Còn tài nguyên là sao? Là ra thế giới đây. Bấm vào tài nguyên đây. Đây là ăn những cái này nó sẽ nhận được nhiều hơn so với bình thường. Đó. Hành trình 60. Rồi tiếp theo là cửa hiệu 60. Cái gì cả đây? Rồi. Cấp của cửa hiệu sẽ ảnh hưởng đến cấp của trang bị mà các bạn có thể cường hóa nha. Hiện tại trang bị của chúng ta đã có thể cường hóa lên cấp 60 rồi này. Ngoài ra thì cấp cửa hiệu còn ảnh hưởng đến một cái nữa. Đấy là sau này chúng ta sẽ có tính năng đúc các bạn ạ. Thì cấp cửa hiệu càng cao thì các bạn sẽ có thể đúc được cái dòng bạo đánh né lên càng cao nha các bạn. Mình nói trước thế thôi chứ bây giờ các bạn chưa thấy đâu. Tại thế đã. Rồi. Bước đầu tiên thì chỉ là tăng vật công vật phòng thôi. Và mưu công và máu của Tào Phi lên thôi. Không có gì nhiều để nói cả. Đấy, 9. Rồi, 9, ok. Mình có thể đợi, 4 phút, ok. 3 phút rưỡi. Mình không mất kiên nhẫn các bạn. Rồi, 16 giây. Chúng ta lại phải đến cái chuyên mục nói làm nhảm của mình rồi. Thì chỉ còn 10 giây nữa thôi là chúng ta có thể nâng cấp tiếp rồi. À đây, có cái 5 phút này. Ui, tại sao mình lại không thấy nhỉ? Mình nâng cấp thành chính nhưng mình còn quên nâng cấp mắt của mình rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi, khoa kỹ có thể nâng tiếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ cần nâng vật công, giáp và... Đây, đây chính là chiến phòng. Các bạn sẽ không cần phải tăng cái điểm này nha, tại vì Tào Phi là một tướng mưu công và giai đoạn đầu sử dụng vật công, cho nên chúng ta sẽ cần tăng vật công và mưu công thôi nha các bạn. Và tăng 3 hệ thủ nha. Đó. Còn cái ô này chúng ta sẽ không cần tăng bây giờ. Chưa cần tăng, sau này chúng ta sẽ cần tăng. Đến một giai đoạn nhất định chúng ta sẽ cần phải tăng cái điểm đó lên. Rồi. Thì đây, chấp hai ô đầu là liên quan đến vật công vật phòng, chiến công chiến phòng, đây mưu công mưu phòng, còn đây là liên quan đến máu đây. Thì nó cứ hai ô là cùng một kiểu thôi, một cái là công, một cái là phòng. Còn hai ô bên dưới ô này là liên quan đến số lượng máu các bạn có thể có. Còn ô thứ hai đó là các bạn mất máu nhiều hay ít đã phục hồi đấy, hồi phục. Ok. Mình sẽ tăng ngư lân trận lên một chút xíu nữa để tăng cái lượng vật công của Tào Phi lên. Đó. Ok, xong chương 5. Dễ quá ta. Tiếp nhé. Lại một hit. Vâng. Sau khi tăng sức mạnh lên thì anh ta lại tát mạnh lên rất là nhiều. Cứ một tát là giác ngộ. Không đến tát thứ hai. Nếu mà ngày xưa mà mình đi học mà mẹ mình có kỹ năng này thì chắc là mình đã nhất trường nhất lớp rồi. Một tát là say đắm, hai tát là không say, ba tát là cút luôn. Lý do tại sao mà mình tăng vật công luôn các bạn. Không kịp mất máu, đối phương đã không còn máu. Mình chưa kịp mất máu, đối phương đã không còn máu. Đây chính là tiền thân của đội hình Nam Châu ngày xưa mà mọi người hay dùng đấy. Châu là cái con mà lúc nãy mà Tào Phi ra mà mình không dùng nữa các bạn. Tại vì con đấy thì nó chỉ có vật công thôi, mưu công của nó thấp lắm. Mình muốn cái con mưu công cao, bởi vậy mình đã lựa chọn khổng thần. Điểm của Nam Châu ấy là nó về sau cái con châu được nâng cấp ấy,
nó sẽ còn giảm cả sĩ khí của đối phương nữa. Thì đây, mình quên nói với các bạn, đây, sĩ khí đây. Đó, một tát thường của Tào Phi tăng là 34 sĩ khí. Đấy là tương chủng của anh ta sử dụng là quan văn. Mình chưa thể nói nhiều về cái sĩ khí được, tại vì NPC chưa kịp phát thì đã hết game rồi, cho nên là mình không thể nói được. Đó. Mình không có cơ hội nói về sĩ khí luôn các bạn. Chắc là đến map này nói được rồi. Cho mình nói nào. Vẫn không được nói. Tào Phi anh ta quá mõm NPC mà quá mõm luôn của người chơi như mình. Không giải thích được luôn. Nào, cho mình nói nào. Nói kỳ cục thiệt đấy. Mạnh lạ mạnh lùng. Đây là lý do tại sao mà mình khuyên các bạn nên làm nhiệm vụ trương rồi mới đi map đấy các bạn ạ. Lấy được Tào Phi xong thì mọi thứ là hư vô. Nhất sinh nhị, nhị sinh vạn vật. Vạn vật quá hư vô mới đau. Mình nghĩ đây là lúc mà có thể nói được. Đó các bạn thấy không? Đó. Thì Tào Phi vẫn chưa kịp ra sẵn kỹ năng các bạn. Mình phải chờ Tào Phi ra được kỹ năng cơ. Đó. Vẫn chưa được ra được kỹ năng. Như các bạn có thể thấy này, bị đánh tăng 25 sĩ khí, và chống gõ cũng tăng 25 sĩ khí. Binh chủng thi cổ thủ đấy nha. Nó không chỉ tăng sĩ khí cho mình nó, mà nó tăng cho toàn đồng đội của nó luôn. Đó. Cho nên nó là binh chủng đặc biệt nhất. Nó không có khả năng tấn công, nhưng mà tướng sở hữu nó vẫn có thể tăng kỹ năng nha các bạn. Vậy thì tại sao lại phải tăng sĩ khí? Tại vì khi đủ 100 sĩ khí thì có thể ra được kỹ năng. Đó. Còn nếu không các bạn chỉ có thể đánh thường cho đến khi đủ sĩ khí mà thôi. PC đang ngày càng trâu hơn rồi. Đây Hotboy viên thuật đây, ngày xưa ai cũng dùng viên thuật, nhà nhà viên thuật, cứ bốn chống viên thuật thôi. Đó, cầu cơ lấy may, cứ ăn độc là chết. Rồi, ok. Đây map trắng xóa của chúng ta đây, đây là map giúp các bạn có thể đạt level 80 nha các bạn. Cứ đi map đến khi nào thì nó trắng xóa như này. Trời ơi, nó trắng như bạch tuyết luôn. Đó là các bạn có thể đạt được thôi. Cứ tiếp tục. Thì đây các bạn lưu ý là mình chỉ có một lượng quân lệnh nhất định ở trên này nha các bạn. Hết quân lệnh là không thể đánh tiếp được đâu. Một lần tấn công như này chúng ta sẽ tốn một quân lệnh. Hết quân lệnh là ngồi ngắm thôi. Và có lẽ là các bạn không để ý, nhưng mà lúc đấy khi chúng ta nâng cấp thành chính ấy, cứ mỗi cấp thành chính là chúng ta sẽ được nhận thêm một quân lệnh nha các bạn. Và đây quân lệnh nó có hồi nha. Cứ 30 phút nó hồi một quân lệnh nha các bạn. Lâu lâu nó sẽ hồi nhiều hơn nha. Một số mốc giờ nhất định nó sẽ hồi cho các bạn 5 quân lệnh. Đó. Thì các bạn lưu ý là để tiết kiệm để đi map. Hết quân lệnh đi map mệt. Mình đến đâu rồi nhỉ? Đây. Rồi. Tôi quên làm cái gì ta? Có cái gì mà tôi quên làm các bạn? Ở đây, mình chưa huấn luyện Tào Phi. Trời ơi, hèn gì anh ta chưa mạnh như mình nghĩ. Rồi, anh ta đã được chuyển sinh một lần rồi các bạn. Nhìn nha. Lúc nãy là 0/1 này. Khi đạt 60, anh ta sẽ chuyển sinh về level 1 và được luyện lại tiếp để đạt level 60. Đó. Bây giờ chỉ số anh ta đã cao hơn lúc nãy rồi đó các bạn. Để xem anh ta sau khi chuyển sinh có lại tiếp tục một hit được không nha. Đây không phải lỗi của anh ta, đây là lỗi của NPC đã trâu hơn rồi. Nhưng mà không sao, không một hit được thì anh ta vẫn rất là mạnh. Rồi.
xưa các bạn rất chật vật có thể đến ở đây đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ với hệ thống nhiệm vụ chương thì leo đây là một chuyện rất là đơn giản. Vâng, và vừa vặn sau khi đánh công tôn toán xong chúng ta đã hết quân lệnh, không thế không ạ? Nếu mà chúng ta đi phó bản ẩn thì chúng ta sẽ không có đủ quân lệnh để đi in bây giờ đâu ạ. Rồi, tiếp tục, thành chính đạt level 80, đi tiếp này. Rồi thành thì rời thành, chúng ta dọn nhà các bạn ạ, đi nào. Chờ 10 phút đi ha. Các bạn thấy không, từ 60 lên 62 là tăng 2 cấp đúng không ạ? Mình được thêm 2 quân lệnh. Ok, để mình nói thêm một chút, đấy là về quân lệnh thì mỗi ngày chúng ta sẽ được mua một lần miễn phí nha các bạn. Đó, 30 phút vào một quân lệnh này. Nhưng mà từ lần thứ 2 trở đi chúng ta sẽ phải tốn vàng để mua nha các bạn. Lần thứ 2, 3 và 4, tức là 3 lần tiếp theo đó các bạn, chúng ta sẽ phải tốn 42 vàng. Đây, như các bạn có thể thấy đó, lần mua tiếp theo sẽ tốn vàng nhiều hơn nè. Rồi, chúng ta sẽ đến rực rỡ nè. Chúng ta hiện đang có event nạp mỗi ngày. Thì đây chẳng qua là mình nói trong lúc chờ cái này nó giảm xuống thôi các bạn, chứ không phải mình đang kích nạp đâu. Nhưng mà mình phải thừa nhận một điều, đấy là nạp lần đầu sẽ tăng các bạn rất nhiều sức mạnh nè. Vâng, các bạn nhận được trang bị tím. Game này sẽ chia thành ra là phẩm chất của trang bị. Đây, từ đen thui thử lùi không có gì hết, rất là yếu đúng không ạ? Nâng lên cái này nó mạnh rất là nhiều rồi, và tím nó còn mạnh hơn nữa. Ở đây, cái mình quên đây, đó là mình chưa đeo trang bị cho Văn Phượng Khanh. Một lỗi ngớ ngẩn. Ok, những tướng này có chỉ để đấy thôi các bạn ạ, các bạn sẽ không chiêu nha. Cái chúng ta cần sẽ là sau này. Còn mấy giây nữa thôi, rồi mình sẽ chờ đấy ha. Rồi, khi mà các bạn cứ tăng cấp VIP lên ấy, đây, các bạn có thể mua quà VIP nha các bạn, ở VIP 1. Đó, chúng ta sẽ có một lượng quà nhất định đây, và chúng ta không mất đồng nào để có được gần này thứ. Và các bạn sẽ có này, những thứ này này. Mình sẽ không nói nhiều về vấn đề này, tại vì các bạn có thể vào game để tìm hiểu nhé. Vào đây, đấy. Đây là quà VIP tiếp theo sẽ tốn 300 vàng để mua. Và tất nhiên là giá trị quà sẽ tăng hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Rồi tiếp theo này. Tám giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi tiếp tục nào. 20 giây, trời ơi tại sao lại đồng bộ với nhau thế? Mình không thích điều này. Chúng ta có thể làm nhiệm vụ ngày đập bình. Xem nào, chúng ta đủ level đập bình chưa đấy? Có thể thấy là chúng ta đủ rồi các bạn ạ. Chân châu 1 cái, rượu 5 cái, với bao 55 cái, toàn là mức tối thiểu các bạn ạ, xui ghê luôn. Chân châu 17 cái, ok được. Bánh bao 100 cái, ok, có thể tái lập. Mình thích bánh bao 100 cái. Kim lô, rượu 15 cái, ồ, đây là mức tối đa rồi. Tại sao mình lại tái lập nhỉ? Tại vì mình hy vọng mình có thể lặp lại được nó một lần nữa. Mình không tái lập thì mình sẽ chỉ để nhận được những ô còn lại thôi. Mình tái lập để hy vọng là sẽ có phần trăm nào đó mình nhận được lại nó. Đó. Bánh bao 160, wow. Đây là mức tối đa của bánh bao đó các bạn. Ok, chúng ta đi tiếp này. Tuần tra trừng ác, à, chúng ta đủ thời gian rồi này. Sau một lúc làm nhảm thì chúng ta đã đủ thời gian để xây thành tiếp rồi đấy. 7, ok, mình chấp nhận. 5, chấp nhận luôn. 8, chắc chắn là phải chấp nhận. Ok, mình phải chờ rồi. Rồi, tiếp tục nào. Đập bình nhận được cái này này. Rồi, cư dân chúng ta sẽ tuần tra nha. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ như thế. Rồi, tạo mới nè. Các bạn nhìn này, mình chọn sinh lực, sát thương hay là võ lực này. Thì đối với bản thân mình nhá, mình rất là thích chọn võ lực luôn. Ok, kẻ trộm này là cái cùi nhất rồi. Mình sẽ chỉ nhận được 6 vàng khi trừng ác anh ta thôi. Mình vả anh ta, mình sẽ chỉ nhận được 6 vàng thôi. Tạo mới này, tốn 100 bạc để tạo mới. Rồi, vẫn là anh ta, xui ghê. Rồi, tên cướp. Các bạn có thể thấy không, cái trang bị mà chúng ta nhận được nó đã cao cấp hơn rồi. Và lượng vàng cũng đã tăng thêm 2 vàng rồi này. Rồi, trừng ác này, thiết trùy, lại quay lại thiết tật đoá 12 võ lực, lại tạo mới nè. Ồ, ác bá, rất là xịn sò đúng không ạ? Anh ta màu tím lận đấy. Như mình đã nói giống như trang bị vậy,
nó chia ra từ đen trên nước biển, sau đó đánh xanh lá cây này các bạn, vàng rồi đỏ, sau đó mới đến tím rồi cam. Thì tím là gần như là rất là xịn sò rồi đó các bạn. Rồi chẳng ngang anh ta nha, nhận được 12 vàng rồi. Lại quay lại tiếp tập lá, mình không thích điều này một chút nào. Rồi tiếp tục, à đây 21 võ lực thiết trùy. Ok, chúng ta đã xong 5 lần trừng ác rồi. Chúng ta gặp được một anh chàng tím tái, rất là tốt. Những trang bị chúng ta vừa nhận được nó sẽ nằm ở mục tướng khí nha các bạn. Đây à, chúng ta vào đây cho đồ đây. Lý do mà mình chưa bấm ghép ấy, là mình đây, khi bấm ghép nó sẽ gộp vào với nhau này. Thì hai trang bị này sẽ gộp vào với nhau rồi. Thì tuy là sau khi nó gộp vào với nhau ấy, nó sẽ thành một võ lực cấp 8. Đấy, tức là sẽ thành 24 võ đó các bạn. Nhưng mà bù lại thì mình có một 24 võ ở đây rồi, thì mình sẽ chỉ còn lại cái này vào đây thôi. Thì cái này có 15 thôi, thì mình đã bị lỗ rất là nhiều võ rồi. Bởi vậy là mình sẽ ưu tiên để như này để được tổng cái lượng võ là cao nhất nha các bạn. Cái võ đấy sau đó mình sẽ dùng cho đấu đơn ở trong đấu trường nha các bạn. Đây, tướng đấu trường đây. Đây là lý do tại sao mình không đổi Bùi Nguyên Thiệu nữa các bạn. Anh ta có 136 võ, Tào Phi 146 võ. Tất nhiên là Tào Phi nhiều võ hơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình dùng Tào Phi thì sau khi mình vào đánh ấy, mình sẽ không còn Tào Phi trong đội hình nữa. Đây mình lưu cho các bạn thấy này. Tấn công đã, Tào, à, Bùi Nguyên Thiệu đã trở thành tướng đấu đơn của chúng ta rồi đấy. Rồi, và Tào Phi vẫn ở trong trận đó các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta cho Tào Phi đấu đơn thì anh ta sẽ không còn có mặt ở trong trận đấu nữa. Đây sẽ là một điều bất lợi rất là lớn đối với đội chúng ta. Trước đây thì chúng ta sẽ có thể chiêu mộ tướng uy danh đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ hệ thống uy danh đã bị bỏ rồi. Chúng ta chiêu mộ qua tước vị nha các bạn. Đây, một lần đánh chúng ta sẽ tăng được thêm một cấp nữa. Và đây, điểm tướng. Và chúng ta cần là cần chiêu được Tào Thực ở hiệu úy 8. Hiệu úy 10, chúng ta đang là hiệu úy 1. Đây, để lên được hiệu úy 8 thì chúng ta cần, như mình vừa nói đấy, ở giai đoạn đầu tiên thì cứ một tát là lên được một cấp thôi. Thì mình phải đánh thêm 7 lần nữa để có thể nhận được Tào Thực. Đó, tức là mình không có đủ lượt này. Mình sẽ phải mua lượt này. Nhưng mà mình sẽ chưa mua lượt bây giờ nha các bạn. Mình sẽ để tí nữa mới mua lượt. Rồi, lát nữa mình sẽ giải thích là tại sao. Cứ nhận điều thành tựu thôi. Đó, đơn giản. Rồi, quay lại nào. Tiêu chiến thành công này. Rồi, mình sẽ nâng cấp thành chính tiếp nha các bạn. Rồi, 26. Quật. Quật mấy giây, quật luôn. 8 à, chắc chắn là mình rất thích điều này rồi. 4 cũng chấp nhận được nha các bạn. 4 là một cái còn chấp nhận được. 7 càng chấp nhận được hơn nữa các bạn. Đây là 80 đấy. Tiếp theo là mình phải đạt đánh bại Lưu Trương Thành Đô để có thể lên được cấp 100 nha các bạn. Thì đấy sẽ là mục tiêu ngày của chúng ta, đúng không ạ? Clip của chúng ta sẽ là đạt được mục tiêu nâng được cấp 100 đúng không ạ? Thì đấy, phải đánh được Lưu Trương Thành Đô nha các bạn. Rồi, mình sẽ chờ thêm vài giây để có thể nâng cấp được cửa hiệu của mình lên nha các bạn. Rồi đấy, chúng ta nâng cửa hiệu lên. 8. Mình sẽ đợi 50 giây nữa đi. Trong lúc này thì mình sẽ nâng cấp tướng nha. Đó, bắt đầu cho Tào Phi lên này. Không đủ chiến công rồi các bạn. Chúng ta phải làm gì đấy? Nhận quà chứ làm gì. Nào, lên được cấp 80 chúng ta nhận được 80.000 chiến công và hai trang bị xịn sò còn bỏ. Ok, chúng ta sẽ cho Tào Phi mặc cái đó. Các bạn thấy không ạ? Nhìn màu nó thấy đẹp hơn này. Nhìn gọi là cái độ dày của ví thì biết anh ta đẹp trai này. Rồi, ok, một điều cơ bản đấy là chúng ta sẽ nâng cấp những cái trang bị vừa rồi cho Tào Phi lên nhé. Đó, nhưng mà chờ một chút xíu mình sẽ nâng cấp cửa hiệu lên đã. Còn 10 giây thôi. Bấm một lần cho đỡ mỏi tay. Đó. Thì đây, mình đã đủ thời gian rồi này. Tăng tốc thôi. Thôi phải chờ đi. Rồi, chúng ta đi tiếp này. Tự hóa. Sau khi là
lấy được cái trang bị tím này thì bây giờ NPC lại tiếp tục trở thành trò cười của chúng ta rồi các bạn. Còn 30 giây nữa thôi là nhận được quà online này. Rồi ok. Sau khi mà chúng ta đạt level 80 chúng ta có mở được cấp độ rèn này nhá. Chúng ta có thể rèn trang bị lên nha các bạn. Thì Tào Phi mình sẽ rèn cho lên độ giáp thư này. Không đủ bạc. Mình vượt tổng hóa hết bạc rồi các bạn. Thì đây các bạn chờ một tí. Trưng thu. Vâng. Một ngày chúng ta có 24 lần trưng thu đấy các bạn. Điểm trưng thu này, lòng dân của chúng ta có 100 đúng không ạ? Tức là 100% đấy. Mỗi lần trưng thu sẽ giảm 1%. Điểm lòng dân càng thấp thì trưng thu càng được ít đạt nha các bạn. Thì đây mình sẽ chọn được tăng lòng dân lên. Chợ bảo vật. Để xem mình mua được gì này. Ngọc, hồn lúa và lúa tạo mới đi. Rồi, không được gì nhiều. Ây da, thiệt là đau lòng quá đi. 40 giây nữa, mình chờ đi ha. Qua online. Rồi, rất là tuyệt vời. Đi tiếp thôi các bạn. Lính không đủ. Chiêu lính, chắc chắn là phải chiêu lính. Lý do tại sao mà mình không dùng nghĩa binh nữa các bạn là tại vì một lần chiêu mộ là chỉ được 1.500 lính thôi các bạn. Và đây 15 giây nữa thôi. Mình nói sơ qua nha. Tức là cấp của danh trại ảnh hưởng đến số lượng lính mà các bạn có thể chiêu mộ được. Cấp 1 chiêu được 1.500 lính bằng nghĩa binh. Cấp 2 3.000 lính bằng nghĩa binh. Cấp 3 4.500 lính bằng nghĩa binh. Tức là số lính các bạn có thể nghĩa binh được nó sẽ là bằng cấp của doanh trại nhân với 1.500. Đó. Đó, các bạn thấy không? 3.000 4.500. Đó, các bạn nhiều. Cấp tiếp theo là 7.500. 9.000 này. Cái này hoàn toàn có thể tính toán. Ok. Qua là vấn đề chính thì mình sẽ phải tăng cái này lên. Cấp của doanh trại. Khi mình đi map ấy là tại vì nếu mà các bạn đánh thua các bạn sẽ phí quân lệnh đúng không ạ? Mà quân lệnh là một cái tài nguyên rất là hiếm, khó tìm trong game này. Chúng ta phải tiết kiệm đúng không? Đánh thua thì rất là phí phạm. Rồi, tăng qua kỹ lên nào. Như mình nói ban đầu thì chỉ cần tăng vật công, vật phòng, chiến phòng. Không cần tăng chiến công nữa các bạn. Tức là các bạn phải tăng mọi thứ trừ chiến công. Rồi. Và như các bạn thấy, tăng cấp những khoa kỹ này phải cần chiến công này. Nó nằm ở trên này các bạn. Đó. Thì để tiết kiệm thì mình sẽ chỉ tăng những cái điểm mà cần thiết thôi. Những cái điểm nó không cần thiết thì mình sẽ tạm thời không tăng thôi. Ở thời điểm hiện tại thì mình đang dùng trận ngư lân cho nên mình chỉ tăng mỗi trận này thôi. Tăng những trận khác cũng được nhưng mà phải tốn chiến công. Và một lần nữa mình nhắc lại là mình phải tiết kiệm cái nguồn tài nguyên để tăng cấp cho tướng. Đấy, cho nên là tăng bây giờ là một điều không hay cho lắm. Rồi, tấn công địch quốc một lần. Tại sao lại không nhỉ? Mình thích đi đánh nhau lắm. Rồi, tát nhau chơi. Chắc chắn các bạn phải chọn người yếu hơn mình không? Mình là level 80 thì mình phải chọn đứa nào chưa 80 mà mình đánh. Chọn đứa mạnh hơn mình thì chắc chắn là nó giết mình không còn bánh giáp rồi. Đó, ok. Rồi, chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi đấy. Giác ngộ hai tướng lam. Rồi, mình thích điều đấy. Ok, mình sẽ nhận quà này nhá. Để có thể nhận được nguyên liệu để nâng cấp tướng này. Văn Phượng Khanh, nâng lên thôi, chờ gì nữa. Đã có hai tướng lam rồi đấy. Tiếp đi ạ. Bán lúa ở chợ. Gì ạ, nhận 10 bạc. Chà.
là sao ta? Tức là cấp chợ của mình thấp quá, mình không bán được đó các bạn. Mình phải tăng cấp chợ lên đó các bạn. Tăng lên cấp 10 đi. Trời ơi, thiệt là Sida quá đi. Đủ chưa ta? Rồi, ok. Tiếp theo là gì nhỉ? Cấp chợ đạt 10. Thiệt là bắt nạt không? Ruộng đạt 10. Đổi điểm đấu trường. Ok, nhận quân lệnh. Rồi, mình đổi 3 lần luôn nha các bạn. Đằng nào cũng cần. Rồi, đánh đấu trường. Rồi, ok, đánh đi đánh. Rồi, thua không ra. Vô tư. Tại vì nó bắt mình đánh. Mua một lần khiêu chiến đấu trường các bạn ạ. Mình đọc nhầm nha, mình xin lỗi. Mua một lần khiêu chiến đấu trường. Ây da, tấn công quá. Đánh thôi. Đang chờ các bạn, còn mấy giây nữa. Rồi, đánh thôi. Chả, con Phượng Khanh người ta mạnh quá. Thua đấy các bạn. Nhìn là thấy thua rồi. Mua một lượt. Rồi, tôi chiến tiếp này. Ok. Mình vừa mua lượt rồi đó các bạn. Xong rồi. Kiến trúc chợ đạt cấp 10. Rồi, hoàn thành một lần điểm tướng tước vị. Rồi, điểm tướng thì điểm tướng thôi. Nào, điểm tướng. Rồi, đánh thêm nào. Được chưa ta? Một phát nữa, hiểu y 8 cơ. Một phát nữa nào. Ok, tàu thực đã xuất hiện. Rồi, tước vị nào. Tàu thực này. Ok các bạn, mình đã có tàu thực rồi đấy. Đây là con trống thứ hai mà mình cần phải chiêu mộ các bạn. Chợ và ruộng đạt cấp 10 này. Ok, tại sao lại không nhỉ? Chiêu mộ tàu thực. Huấn luyện, mình anh sẽ chỉ huấn luyện anh ta đến level 40 thôi nha các bạn. Đấy là để anh ta có thể sở hữu được kỳ cổ thủ. Rồi, chuyển chức lên nào. Hỏi sách sĩ. Sao lại xui thế nhỉ? Tận cùng để xui xẻo luôn các bạn ơi. Mình gần như là cặn vàng luôn rồi. Chính xác là cặn vàng rồi. Mình đã cặn vàng. Đây là một điều các bạn không nên làm nha. Rồi, mình cố gắng kiếm chống cho tàu thực. Hay à. Đổi lại là mình mất rất nhiều thứ các bạn ạ. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi nhé. Khi mà các bạn chơi game thì các bạn không cần thiết phải làm như này, nhưng mà chẳng qua là mình làm cho vui thôi. Rồi, đây sẽ là giai đoạn mà các bạn phải cho máu của các tướng về một này. Tại vì sao? Các bạn để những con trống này nó rất là mỏng manh các bạn. Thủ nó rất là thấp. Mà PC tát vào phát là nó hẹo luôn. Nó hẹo nhanh như cách mà Tàu Phi tát ở PC vậy đó các bạn. Cho nên việc chúng ta cần phải làm đấy là cho nó ra đằng sau như thế này. Đó, chiêu binh này. Ok, bây giờ mình có thể nghĩa binh được rồi đấy. Nghĩa binh bây giờ đã gấp 10 là lúc nãy rồi. 24 lần nghĩa binh bây giờ là nó bằng lúc nãy 240 lần rồi. Mình chiêu binh thôi nhá, mình để tự động chiêu binh các bạn ạ. Không đủ rồi. Đó, mình gần như là hết lúa luôn các bạn. Rồi, tiếp tục. Ố, mình chưa chuyển máu Văn Phụ Khanh này. Hơi lỗi một chút.
chút xíu. Rồi, lại này. Rồi. Đúng hơn rồi đấy. Ok. À, vậy thì chưa cần. Lát nữa. À, mình làm điều này hơi sớm. Tại vì bây giờ Tào Phi vẫn dư sức có thể một tát chết sạch đối phương. Cho nên bởi vậy mình nói lúc nãy là Giang lấy Tào Thực là một việc làm chưa cần thiết. Tại vì bây giờ Tào Phi vẫn dư sức tát bay mõm các NPC. Chẳng qua mình làm cho vui thôi các bạn. À, sang map sau thì mình sẽ cần phải thay đổi một chút xíu. Map này thì vẫn còn dễ quá, trương lộ. Cứ một tát là một cháu. Đấy. Đây là con tanh cơ thì may đã còn chịu được hơn một tát. Chứ không ai mà chịu nổi. Đấy, chả ai chịu được cả. Trừ tanh cơ thôi. Bởi vậy mình rất thích con khẩu thuật là vì như thế. Đầu game đi map rất là sướng. Mất thì vậy. Một mẹo khác nữa đấy là chúng ta giảm máu của Tào Phi đi một chút xíu nhé. Đó, một chút xíu thôi, không cần phải nhiều quá. Tại vì các bạn thấy không, hai con này là một máu, nhưng mà dù gì nó cũng là búa, là lính mà, thì chết hai con đấy cũng là mất lính. Cho nên các bạn cứ để công mất không như là được rồi. Còn Tào Phi thì nó có khả năng hồi phục, cho nên là giảm cho nó đi một tí không sao. Rồi, đi tiếp nào. Lưu Biểu Kinh Châu. Ok. Thời điểm này thì vẫn là một tát bằng mạng. Không có gì đặc sắc. Đấy, các bạn thấy không? Chơi bài bản nó dễ như vậy. Các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ trương thôi, là mọi thứ trở thành trò đùa. Tào Phi nó gánh hết, không còn gì mà ăn cả. Đoạn đầu game thì vô cùng là dễ dàng thôi. Cứ tăng vật công lên là các bạn qua rồi. Lưu ý là khi mà đạt được cấp độ tối đa rồi thì mình nên nhận quà cấp ngay nha. Giống như nãy mình mà không nhận cái quà cấp là mình không có trang bị tím cho Tào Phi này này. Đó. Là bây giờ mình hơi mệt mỏi đó các bạn. Để sát thương nó quá lớn đi. Đây à, để mình xem nào. Tức là chênh có 20 cấp thôi đúng không ạ? Này, đam có gọi là 2000 đi. Đam bao nhiêu đây? 3300. Lượng chênh lệch quá lớn đi. Ok, đã xong map Lưu Biểu rồi. Ngày xưa thì đánh Lưu Biểu xong là mình thường nhận Lưu Biểu luôn. Đây, những Lưu Trương Thành Đô chính là map mà chúng ta có thể up level 100 các bạn. Up vượt qua map này là chúng ta đã đạt được chỉ tiêu của chúng ta ngày hôm nay rồi đấy. Đây, ok. Đây là map mà chúng ta không còn có thể one hit được làm PC được. Các bạn thấy không? Cho nên chúng ta sẽ phải làm trò này. Chuyển Tào Phi ra sau cho hai con trống trước. Mục đích là để tăng sĩ khí của Tào Phi thôi chứ không có gì. Đấy, các bạn thấy không? Đã SSS rồi này. Tại sao lại như vậy? Mục đích của chúng ta là để cho Tào Phi được lên sĩ khí 25 này. Chống đánh phát nữa, lên 25 này, 50 rồi. Đánh thường cái này, 84 rồi. Ok. Bây giờ mất máu thì không quan trọng, là vì nó sẽ hồi máu. Đó, được hồi máu này, các bạn thấy không? Cho nên là đến lúc này
này thì chúng ta sẽ phải dùng thủ thuật này giảm chống về một máu, kể cả không có tàu thì không sao, một chống không sao, tại vì tàu phi nó quá trâu các bạn. Thế là mình làm lại là giai đoạn vừa rồi là mình lấy tàu thực là để cho vui, tại vì các bạn có thể thấy là trùng tu ra được chống không phải là một chuyện đơn giản nếu mà đặc biệt là các bạn xui như mình. Nhưng mà không sao, tàu phi làm, tàu phi cánh. Lợi thế của tàu phi đấy là nó có hồi phục, nó dễ được test hơn so với hai bạn kia. Nhưng mà bù lại là đến map thạch trận nó kháng nuôi công và tàu phi đã móm rồi các bạn. Tàu phi buộc phải nâng cấp bản thân lên rất là nhiều để qua được. Map thạch trận vẫn có thể qua bằng tàu phi nha các bạn. Đây là điểm lợi của Chu Thương. Chu Thương là một đội sử dụng đam vật công, cho nên là đến thạch trận hay là mộc thú thì cũng không xin nhiều với Chu Thương. Còn Chu Nhiên thì qua map thạch trận rất là dễ dàng. Nhưng mà đến map mộc thú là map kháng pháp công thì Chu Nhiên hơi mệt mỏi một xíu. Nhưng mà bù lại thì Chu Nhiên là một gọi là tướng duy nhất trong ba tướng có khả năng ra kỹ năng liên tục, cho nên đây không phải điều đáng ngại với Chu Nhiên. Rồi map này thì mình khả năng sẽ không được ép vào cua đấy không ta, để mình xem này. Không được ép, mình đoán đúng mà, tại vì map này cái độ khó đã nâng cao hơn rất nhiều so với map trước. Rồi chúng ta sẽ quay lại đây này, chúng ta sẽ phải nhận nhiệm vụ chương thôi nhá. Diệt thế lực lưu trung thành đô, ok. Rời đến Hứa Xương à, ok, sau khi rời đến Hứa Xương nha các bạn. Hứa Xương là thành cuối, chúng ta không rời đi đâu nữa rồi. Đến lúc này chúng ta mới ăn một thành nguyên nha các bạn. Đấy, ăn một thành nguyên bất kỳ thôi. Đấy, thế thôi. Rất là đơn giản. Gấp bội lên dùng 400 bạc để gấp đôi sản lượng. Đó. Và đạt hộ quân 9 thì sẽ được tăng thêm một lượng chiếm lĩnh nữa nha các bạn. Mình chưa phải là hộ quân 9 nên là tạm biệt đây nè. Rồi. Tăng cấp thôi. Mình chưa thể tăng cường được các bạn, tại vì mình chưa phải VIP, mà mình không có muốn mất vàng để tăng cường cái điều này. Này. Dùng 10 vàng này khi cướp đoạt 100% phát động chiến đấu này. Mình không có thích điều đấy, tại vì mình không phải VIP và mình không có vàng để làm được cái trò này. Ok, vậy là chúng ta đã đạt được cấp 100 rồi đấy các bạn. Đơn giản đúng không ạ? Rồi, chiến mỏ khoáng này. Săn bắt này. Sau khi đạt thành chính được cấp 100, các bạn sẽ có thêm săn bắt đấy nha các bạn. Thì thành chính cấp 100 sẽ cho các bạn một số những thứ rất là mới mẻ để mình nâng cấp thành chính lên nha. Rồi. Hết vàng mất rồi. Giả sử mà chúng ta không chúng tu chống cho tàu thực, chúng ta đã còn nhiều vàng đúng không? Nhưng mà không sao. Như mình nói thì lấy chống cho tàu thực giai đoạn vừa rồi là một điều không cần thiết đấy. Mình chỉ làm để cho vui thôi. Đây thì chúng ta cứ nhận vàng từ thành tựu thôi là xong rồi. Khi mà các bạn chơi, các bạn đừng nên cố gắng lấy chống cho tàu thực như mình lúc nãy nha. Tại vì giai đoạn đầu đấy không có tàu thực không sao, tàu phi nó tát một phát là chết hết rồi. Vàng thành tựu các bạn nên tích để dành để đến khi mà có event ngon các bạn nên ăn. Đó, mã là thiên thủy lắm, mà hiện tại mình chưa qua. Bây giờ mình tiếp này. Thôi kệ đi, mình kết thúc clip này rồi các bạn. Không nhanh như mình tưởng các bạn. Mình chưa thể kết thúc clip được. Làm thành tựu thôi các bạn.
làm thành tiệu này chỉ là được bạc thôi, thì mình sẽ không làm. Thành tiệu tiếp theo thì mình có thể nhận được vàng, cho nên mình sẽ làm. Đây là phó bản quân đoàn, tổ đội, mình xin lỗi, phó bản tổ đội. Đội, sau đó các bạn mời người ta vào. Khi số lượng người đạt đủ 3 người trở lên có thể tiến hành tấn công. Được chưa? Ai giúp mình hướng? Ok, map đầu tiên xong, map 2. Làm tương tự thôi các bạn, chỉ cần mời người ta vào thôi. Đây, từ 3 đến 8 người này. Thì map này quá dễ rồi, 3 người là đủ đi rồi các bạn. Ok, chết. Lý do tại sao mà mọi người lại giúp mình ấy là tại vì đánh cái phó bản này không mất quân lệnh nha các bạn. Tại vì đây là công lần 1 các bạn, công lần 1 thì không mất phí lệnh. Phí là phí quân lệnh đấy. Rồi, thì không mất quân lệnh mà các bạn nhận được một lượng chiến công là các bạn nhìn. Đó, cho nên là mọi người sẽ giúp. Còn với những cái map nhỏ như vừa rồi mà để mất quân lệnh thì mình nghĩ là không ai muốn. Ở level 100 thì mình sẽ có thêm xưởng, tiền trang, tiểu quán và săn bắt nha mọi người. Anh em đã bắt đầu mất tích rồi đấy. Ồ, đến đây là giới hạn của nó là cùng một nước rồi. Rất tệ. Mình nghĩ là cũng đã hòm hòm rồi đấy. Rồi, nhận ra nè. Chuyện cầm trác này. Con du này. Ok, đã nhận được vàng này. Rồi. À, 30 vàng ở cuối à. Ok, mình sẽ làm điều này. Tiếp nhé. Thật là đắt đỏ. À. Wow. À. Tạm thời đây đã. Và mình muốn nói thêm một điều đấy chính là đây. Chúng ta nó có mã trường rồi này. Mở ngay đấy, chúng ta tăng một lượng. Chỉ số nhất định ở bên này đấy các bạn thấy không? Vật công, vật phòng, ngư công, ngư phòng, chiến công, chiến phòng đó. Một số ngựa đặc biệt sẽ cho chúng ta thêm chỉ số nha. Nhưng mà tạm thời như thế đó. Rồi, bắt đầu tương tác. Nó mất 17, thôi mình không mua. Cho ăn đi ha, mình chưa có gì để cho ăn cả. Thế đây là trạng ngựa của chúng ta nha các bạn. Các bạn có thể thấy này, tổng quick này, mỗi giờ tăng cho mình 5.500 điểm. Đây, 5.500 điểm. Và sau đó thành tựu là 700 điểm trên 1 giờ. Thành tựu 700 điểm. Thành tựu là cái gì ta? Nghe quen không các bạn? Nó là cái này chứ cái gì nữa. Có thể thấy không ạ? Tất cả những cái điểm ở đây cộng lại sẽ là nó đấy. Đây các bạn thấy không? À, mình đang là 78 đúng không ạ? Tăng thêm thành cái này tăng thêm 20 điểm. Thì đây. Không tăng một số nhất định, nó tăng cái lượng tỷ lệ cái số đấy các bạn. Đó. Thì chúng ta làm càng nhiều thành tựu thì mã trưởng của chúng ta lên càng nhanh nha các bạn. Rồi, tiếp tục nào. 25. Một cấp nữa thôi là. Một cấp nữa thôi, tại sao lại thế? Một cấp nữa thôi. Thank you.
tiếp này các bạn. Chắc là chúng ta phải đi map tiếp để có thể có thêm vàng. Tuy là rất mạnh nhưng mà không còn quá hoàn chỉnh như lúc nãy nữa rồi. À, quên nâng cấp tướng rồi. Tiếp tục hoàn chỉnh như thế này. Đây lý do tại sao mà mình khuyên các bạn không nên áp tất cả các điểm trong khoa kỹ này, để đến lúc các bạn thiếu chiến công lên cấp tướng. Đây là một điều rất là quan trọng. Các bạn có nhiều lượng chiến công để cấp tướng không? Rồi, đặt tài nguyên nào. Level của địch là 140. Cái này là mình đoạt để cho vui thôi nha các bạn, để xong là cái nhiệm vụ kia thôi nha. Chứ còn thực ra là mình đoạt xong người ta đạp lại mình thì cũng vỡ mồm đấy ạ. Chọn ai đây ta? Không chọn bất cứ một ai cả, ai cũng mạnh hết. Đi rồi đấy các bạn. Thôi kệ đi. Đại mà bạn nhất kì. Cướp bạc thành công bao giờ chứ? Thế mà thành công, cái đấy gọi là thành công của bạn đấy hả? Có thật không? Mình cướp được cái gì? Ừ đấy, cướp bị tóm được. Trời ơi, thế mà thành công. Trời ơi. Săn bắt này. Hội ngộ tiểu quán này. À đây. Rồi, chúng ta sẽ hội ngộ tiểu quán nha. Phái ngày này. Đấy. Không đủ cấp rồi. Cấp tài nguyên, tương tác chiến mã. Tiểu quán cấp 100 mở đấy các bạn. Còn một cấp nữa thôi. Thiệt là đau lòng quá đi. Do clip hơi dài cho nên là mình đã quên mất mình đã nhận cốt tân thủ chưa rồi. Để mình kiểm tra nhé các bạn. Cốt tân thủ của chúng ta là Ngoạn Long tân thủ 12. Rồi, nó sẽ là NL. Chúng ta sẽ kết thưởng sẽ là TT12. Mình đã dùng rồi các bạn ạ. À, no hope rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục đi map này. Hy vọng là đến một lúc nào đó mình sẽ nhận được vàng. Đâu thì mình chưa biết. Chắc chắn là trong thành tựu rồi. Ây da, mình vẫn chưa đạt được cấp 100, đang cấp 99. Trời, clip chưa thể kết thúc được các bạn. Tất cả là tại tào thực. Ây, đừng như mình. Tại vì các bạn thấy không, tào thực thực ra nó không cần thiết lắm. Mình đặt nó cho vui ra đây. Mình bỏ ra khỏi đội hình mình cũng thắng đó các bạn. Thấy không? Bỏ nó ra khỏi đội hình cũng thắng được vậy. Nó không có tí chức năng nào trong cái đội hình này hết á. Có mình để vào cho vui thôi. Đó, các bạn thấy không? Để sao cũng thắng hết á. Đó. Cỡ nào cũng thắng. Chẳng qua mình để cho vui thôi. Nhưng mà vì nó mà mình chưa hoàn thành được clip rồi các bạn ơi. Xem nào. Ở đây 16 vàng chưa đủ. Ây da. Mắc tiếp theo. Không biết là mình có đủ mạnh để đi mắc tiếp theo không. Giòn lắm. Được, được. Nhưng mà là PC đã mạnh hơn trước rất là nhiều rồi. Chắc là kẹt rồi các bạn. Kẹt rồi. Phải trả giá. Tham tao thực và phải trả giá. Phải làm gì đây? Làm sao? Phải làm sao? À đúng rồi, mình quên mất. Trưng thu bạc cũng có thể có tỷ lệ cho các bạn vàng nha. Đó, mình đã có vàng rồi này. Quên cái điều này. Rồi, vậy là chúng ta đã có thành chính cấp 100 các bạn. Ôi, mưu công. Tăng mưu công các bạn ơi. Đeo nhanh nào. Rồi, ấn này ở đây, mình đâu cần ấn này đâu. Ấn này đi. Có chức năng nó vẫn hơn. Rồi, đã đạt được cấp 100 rồi các bạn ơi. Sau khi đạt được cấp 100 thì mình sẽ có thêm nhánh phụ ở
cái nhiệm vụ chương nha các bạn. Đó, nhận tàu phi này, được thêm một lượng vàng nhất định. Đó. Nhìn vậy thôi chứ cái gì gọi là cho free thì mình cũng nhận hết á. Rồi, mã hàng tiên thủy, ok. Huấn luyện thêm thôi các bạn. Tiếc thiệt ạ. Ok, vậy là chúng ta đã đạt chỉ tiêu của ngày hôm nay rồi các bạn. Thành chính của mình 100 rồi này. Và nó xuất hiện gì đây? À, tiền trang sửa. Ồ, tiểu quán này các bạn. Đó. Mời rượu. Ui, không gì hết. Tiền trang. Vàng chứ cái gì nữa. Vàng chứ cái gì nữa. Đấy luôn. Mình thì không quái rất là nhiều thứ nhưng mà lương về thì mình phải quái nhá, đúng không các bạn? Rồi, đúng rồi. Nhận được một lượng vàng nhất định là mình cũng vui rồi. Tiếp tục nào, mình đã có thể săn bắt rồi này các bạn. Đây là săn nhanh, tức là một phát ăn luôn đấy. Rồi, đây là có thể chọn tướng để huấn luyện này các bạn. Đó, xác nhận. Một sai lầm của một số bạn mới chơi ấy, sẽ là không cho tướng vào để săn bắn nha. Tại sao lại như thế? Mình sẽ giải thích này. Bây giờ mình chưa đạt cấp VIP 10, cấp VIP 2 hoặc là thành chính 110. Cho nên là mình phải tốn vàng để săn bắn nhanh nha các bạn. Nhưng mà mình không muốn tốn vàng nên là mình sẽ bắt đầu bắn cho các bạn theo. Rồi, xem lại. Đấy, các bạn theo. Tàu phi săn bắn nhận được 48.000 kinh nghiệm này. Đó. Nó chính là cái điểm để tăng cấp của các bạn chứ cái gì đấy. Thay vì huấn luyện bằng chiến công, chúng ta có thể chơi cái trò này. Không biết cái hồi nhỏ các bạn có chơi cái trò mà bắn gà không ạ? Đó. Hồi mình còn bé thì mình chơi bằng tivi, xong có cái súng nhựa ở đấy. À, lag quá, lag vô cùng nhưng mà mình vẫn bắn kịp. Rồi. À, hổ sẽ cho mình bạc và quân lệnh nha các bạn. Lợn rừng là chiến công này. Hươu thì là bạc này. Con vịt vừa rồi, con vịt rời là chiến công này. Đó. Thỏ cũng là bạc này. Đấy. Rồi, tiếp tục thôi. Lag. Trời ơi, máy mình lag quá các bạn. Chắc là tại vì mình đang live. À không phải, đang làm clip mới đúng. Ủa, thân con chim nó vô cánh nửa ngày trời, nó không tiếp đất được. Trời ơi, trời. Hơn 30 mũi tên nữa. Ngày xưa thì mình cứ tưởng bắn vào đầu là được chết ngay cơ. Nhưng mà không phải các bạn ạ. Đầu bọn này nó cũng giống như thân thôi. Não bọn nó không có nằm ở đấy các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là tàu phi lên kinh nghiệm liên tục đúng không ạ? Bây giờ anh ta đang cấp 70 đúng không ạ? Sau 3 lần săn bắn để cùng mình xem là anh ta bây giờ cấp bao nhiêu nha các bạn. Mình vẫn còn được săn bắn này. Đây là lần săn bắn thứ 3 của mình, tức là hết rồi đó các bạn. Và các bạn lưu ý này. Kinh nghiệm mà anh ta nhận được trong săn bắn ấy, nó ảnh hưởng đến 7 cấp của cái nhà thao trường đó các bạn. Cái nhà thao trường cấp càng cao thì săn bắn càng là nhiều kinh nghiệm. Thứ hai là cái lượng bạc của các bạn mà nhận, lượng bạc và lượng chiến công các bạn nhận được trong săn bắn này này, nó ảnh hưởng đến cấp thành chính. Cấp thành chính càng cao thì nhận được càng nhiều bạc và kinh nghiệm và chiến công nha các bạn. Tuy nhiên là cái quân lệnh thì nó không có thay đổi. Lượng quân lệnh bạn nhận được ở trong sân bắn luôn là như vậy. Bắn con gấu ra 2 quân lệnh, bắn con hổ ra 1 quân lệnh và 1 đống bạc. Quy luật là như thế thôi. Cố lên.
còn hơn chục cái mũi tên thôi, mỏi tay lắm rồi. Nhưng mà mình tiếc 10 vàng đó các bạn. Nếu mà các bạn VIP 2 là các bạn không phải rơi vào hoàn cảnh của mình đâu. Còn bắn trượt nữa chứ. Ok, cấp 70 này. Xem nào. Đã là cấp 72 rồi các bạn. Đó, tăng là một lượng kinh nghiệm nhất định nhé các bạn. Chẳng qua là tại vì cấp thành chính của mình thấp quá nên là được ít thôi. Rồi, xem nào. Cấp xưởng đạt 20. Tiền trang 20. Phái à, ok. Mình chưa phái cho các bạn nhìn đúng không? Đây sẽ là phái. Nó chỉ đơn giản là mình nhận đá này thôi. Mình có thể chọn đá này. Xác nhận, ok. Đây là cái mà để tăng cái đánh bạo né của chúng ta đó. Rồi, đã lên 100. Đấy, chúng ta nhận thêm trang bị này. Rồi. Chúng ta còn cái gì có thể làm nữa nhỉ? Nâng cấp cửa hiệu. Toàn là nâng cấp nhà thôi các bạn. Đó. Tương tác chiến mã. Rồi, chơi. 11.000 điểm. Tuyệt vời. Tạm thời thì chúng ta sẽ lượng điểm chúng ta nhận được sẽ bằng 2 giờ nha các bạn. Mình hết vàng rồi. Vàng nghèo nó khổ thế đấy. Chi kỷ là có 160 nhận được rồi các bạn. Rồi, tạm thời tới đó thôi. Những nhiệm vụ sau đó của mình toàn bộ đều là xây nhà. Trừ cái vượt map lưu bố từ châu rồi ra. Rồi. Mình nghĩ là mình không làm gì thêm đâu các bạn. Đấu trường nốt 2 lượt này này. Quên, lưu đấy. Rồi, ok, đạt được top 1.000 rồi đấy. Ok. Hôm nay chúng ta chỉ có thể làm đến đây thôi các bạn. Tức bị nhận bổng lộc thôi các bạn. Đó. Mình, đây là lý do tại sao bây giờ mình mới nhận bổng lộc vậy. Tại vì đấy mình chỉ được có hình như là 800 bao nhiêu bạc thôi. Bây giờ mình được 1.000 bạc rồi này, đó. Và cái điểm đặc biệt đấy là khi đạt hiệu ứng 10 các bạn sẽ được tăng thêm 5% công phòng. Đây. Đó. Khi các bạn đạt hiệu ứng 8 là đã được tăng 5% rồi nha các bạn. Đấy. Khi các bạn đạt mức tiếp theo đấy chính là đây, chấn quân 2 các bạn được tăng 10%. Mức tiếp theo đấy chính là chấn quân 9 tăng được 15%. Mức tiếp theo đấy chính là trận tướng quân 6 tăng 20% công phòng. Và đến đô đốc 6 trở đi là tăng đều đến đô đốc 10 là 25%. Ok các bạn. Đó. Các bạn nhận được cả long ngọc này, nhận được bạc này. Đó, lương sẽ được tăng rất là nhiều thứ. Đó, đúng không? Công phòng tăng rất là nhiều. Và đây sẽ là mỗi lần các bạn đạt được chức gì đó là các bạn nhận được chưa một tướng này, chưa một tướng thứ 10 trong các ô tướng này. Điển vi, thảo nhân, chân tư. Tạm thời thế đấy nha các bạn. Mình nhận được quý 10. Bí thông. Rồi mục tiêu tiếp theo của mình gần như là hết rồi các bạn ạ. Những tướng tiếp theo mình không có dùng được. Tạm thời chưa dùng được. Sau này sẽ dùng nha các bạn. Đấy là đối với ngụy thì chỉ cần tạo thực thôi. Sau này các bạn mà chơi ngô sẽ có thêm cả vua ở sau này. Lý do tại sao mà mình không lấy Tào Tháo. Thục hay là ngô thì nó cũng ở cái mức chức như thế này thôi các bạn. Cũng là tướng quân 8 thì đó thì các bạn nhận là vua thôi. Nhưng mà tại vì Tào Tháo không có quan văn nữa các bạn, cho nên là mình cũng không tha thiết lắm. Rồi, ok. Vậy thì cơ bản là chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Đây, để mình xây tiền trang xưởng. Lý do tại sao mà mình phải nâng cấp xưởng lên này. Khi mà bạn sản xuất một món đồ nào đó, mỗi ngày bạn có 10 lần sản xuất nha, thì các bạn sẽ được tăng cấp cái sản phẩm nó lên. Tức là cấp của sản phẩm càng cao thì giá trị các bạn bán được càng nhiều. Nếu mà các bạn không nâng cấp cái nhà này thì cái đồ của bạn không nâng cấp được. Cấp tối đa của đồ được gọi là giới hạn bởi cấp của cái xưởng này. Ok không các bạn? Đó. Rồi, vật phòng tăng 4%. Sau khi mà các bạn sản xuất như thế thì các bạn dùng được bán. Ok, vậy thôi.
Mình lựa chọn là thu bằng vàng không nhỉ? Mình nghĩ là chưa nên đâu. Chưa cần thiết, một vàng đổi ngần đấy bạc thì mình nghĩ là không có phù hợp, chưa có thỏa đáng. Này mình làm nhiệm vụ mình được như thế này cơ mà. Đó, các bạn thấy không? Doanh trại 50. Nên ấy. Doanh trại đâu rồi? Đây. Mình đã chiêu mộ hết cái binh rồi. Cấp 50 à? Nên không ta? Thôi đấy là việc của các bạn nhé. Mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Đây là tất cả những gì mình cần lưu ý rồi. Để đến được cấp 100 trong ngày đầu tiên. Thậm chí là các bạn chơi tiếp, các bạn có thể lên là 110, 120 tùy theo khả năng của các bạn. Nhưng mà clip của mình sẽ chỉ có giới hạn trong mức này thôi. Tại vì để xây được nhà tiếp thì các bạn cần phải gọi là xóa thời gian chờ, đúng không ạ? Mà mình hết vàng rồi. Thì cái cách duy nhất ở đây, một là để nạp thêm vào. Đó. Hai là các bạn có thể chờ cho nó hết thời gian để các bạn có thể tiếp tục xây nhà. Và công việc của các bạn bây giờ chỉ có đi map thôi. Và đây thì nó sẽ reset lại nha các bạn. Nó sẽ tự làm mới lại cái bảng này, nó không phải như này hoài luôn nha. Mình nghĩ là chắc là hết rồi đấy. Đây. Vậy thôi, mình không còn gì có thể chia sẻ nữa thôi. Nhưng mà các bạn nhớ lưu ý là trang bị đầy đủ cho tướng của mình nha. Đó. Luôn luôn phải check xem là có đồ nào ngon hơn không. Đó, các bạn thấy không? Lúc nãy là mình dùng cái binh thư cùi bắp này đúng không? Bây giờ mình cắt binh thư tím rồi nè. Nhưng mà mình vẫn sẽ dùng binh thư này tại vì mình cường hóa lên 80 rồi. Cái binh thư kia thì mình sẽ cho Văn Phượng Khanh và Tào Thực. Nào, nhanh nào. Ok. Rồi, đây là một điều vô cùng quan trọng rồi các bạn. Các bạn phải rèn nó lên. Đây, độ giáo từ tăng nó lên. Đó. Các bạn thấy nó mạnh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Phải nâng cấp hết lên. Các bạn chỉ cần nâng cấp của Tào Phi thôi nha. Tại vì những con kia một máu thì các bạn nâng nó lên chả có ý nghĩa gì cả. Nó không có nghĩa địa gì cả. Đó. Nâng hết của Tào Phi lên nha các bạn. Cứ cái nào có tên Tào Phi là các bạn nâng hết thành tím cho mình. Đây là điều kiện để có thể đi được mắt tiếp theo. Đó. Cứ tăng cấp lên 80 thôi. Như thế này là đủ size thôi. Các bạn nghĩ là Tào Phi là tướng lưu công không cần phải tăng chiến công không đúng không? Thực ra là không phải đâu các bạn. Tại vì ngoài chiến công ra con ngựa nó còn tăng lượng lính này các bạn nhìn này. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Đó, nó tăng lính lên các bạn. Cho nên là mà ở giai đoạn đầu thì máu càng nhiều tức là đam càng to các bạn ạ. Đó. Rồi, cường hóa trang bị. Để mình thị phạm cho các bạn nhìn thấy nhé. Đam bây giờ đã to rất là nhiều rồi đấy. Đam đã to rất là nhiều. Một hit à? Ồ, chưa một hit được. Nhưng mà đam mạnh hơn rất là nhiều so với lúc nãy đúng không ạ? Lúc nãy là no door luôn. NPC tát tới tấp luôn. Bây giờ thì chúng ta đã có thể tát lại NPC rồi. Đó, các bạn thấy không? Thì điều tiên quyết để có thể đi được map tiếp theo này thì chẳng qua nó chỉ là nâng cấp đồ lên tím thôi. Thì nếu mà các bạn không làm điều này thì bạn không đi tiếp được đâu. Vậy thôi. Thì dành những bạn nạp lần đầu ấy thì vốn các bạn đã có trang bị tím từ đầu game rồi, cho nên là cái bước này thì không cần phải nhắc các bạn. Đó. Nhưng mà những anh em chơi free mà để VIP không như mình thế này thì bước này là buộc phải có nha các bạn. Nếu không nâng lên đồ tím các bạn không thể đi tiếp được đâu. Tại vì là PC của mình đã quá mạnh rồi. Lý do mình chỉ tăng cho Tào Phi là tại vì có mỗi nó đánh thôi, còn lại là toàn gõ trống xong chết thôi này. Tăng sĩ khí cho Tào Phi rồi chết thôi. Lý do mà mình chọn Tào Thực và Văn Phượng Khanh là tại vì hai tướng này sau này sẽ dùng nữa. Cho nên là đây, mặc dù là những tướng khác cũng có quan văn nhưng mà mình không hề chiêu mộ. Tại vì bây giờ chiêu về xong rồi huấn luyện để có trống xong rồi lại trùng tu ra được trống là quá tốn. Mặc dù là không cần thiết cho nên là mình đã quyết định không dùng. Ngày xưa thì Lưu Biểu có dùng đấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì Lưu Biểu những tướng hỗ trợ khác nó mạnh hơn như Lưu Biểu Hồng Thiên ấy. Ví dụ này, Tào Thực mình tăng lên này. Đấy. Ở cấp hiện tại nha, phấn chấn này, tăng 34 sĩ khí tất cả các tướng khác. Đấy. Bản thân hồi 145 sĩ khí. Nhưng mà tăng lên này, bạn nhìn này, tăng 50 sĩ khí cho đồng đội cơ mà. Đấy. Mình giác ngộ luôn. Ngay và luôn luôn. Không cần phải nói nhiều. Thực ra là cũng chả để làm gì đâu, tại vì nó cũng sẽ chết thôi. Ăn một tát là nó chết rồi. Nhưng mà cho vui thôi các bạn. Đấy, các bạn thấy không?
Các bạn không tăng một tím làm sao các bạn đi được map này? Không thể. Đã có dấu hiệu hơi chuếng chuếng rồi đấy. PC lúc này đã mạnh lên là văn xỉu cho rất là hổ ám. Một con hổ một cái giống. Đây là đội hình siêu xe trong truyền thuyết của Ngụy các bạn. Nhưng bây giờ nó không còn hiệu quả nữa rồi. Tại vì kỹ năng của các tướng bây giờ nó quá mạnh. Đội hình siêu xe là đội hình dùng đam vật lý, đánh cho đối phương không kịp lên sĩ khí đã chết rồi, không kịp lên skill đã chết rồi. Thì đây, đội hình tiếp theo của nó sẽ là đội hình 5 trâu đều con trâu, đánh toàn thể đối phương. Nhưng mà nhược điểm là đam lại bé, gặp đối phương quá trâu thì nó không có tác dụng gì. Các bạn nhìn này, đánh hết sạch gọi là hỗ trợ của đối phương nhưng cũng rất là đam chính thì cũng chả để làm gì. Phối về sau cũng có dùng nha các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ luyện đánh tan là một điều chưa cần thiết. Thực ra là clip này chỉ cần đạt đến cái mức là up level 100 là được rồi, nhưng mà mình vẫn cứ đi tiếp để hướng dẫn cho anh em biết cái bước tiếp theo lên như thế nào. Mục đích của clip thì đã đạt được rồi. Đây chỉ là cái bonus thêm cho các anh em thôi. Rất đơn giản. Sau khi mà đã có đồ tím rồi thì mọi chuyện chỉ như trò đùa đối với Tào Phi thôi. Anh ta là vua mà. Hết quân lệnh rồi các bạn. Đây sẽ là bước này. Đó, các bạn bấm hoạt động này. Đây sẽ là event nạp của các bạn nha. Các bạn nạp cái gì sẽ nhận được ở đây nha. Đầu tiên các bạn sẽ không nhận được đâu, sẽ không thấy cái này xuất hiện đâu, tại vì các bạn chưa đủ cấp độ để mở được cái này. Nhưng nó vẫn ở đây nha các bạn. Các bạn nạp nó vẫn cộng vào. Rồi, quà thăng cấp này, nhận được chiến công này, rượu này, bánh bao này, tí bạc này, đó. Đây, hôm nay mình đã tiêu 2.000 vàng rồi các bạn. 2.000 vàng là chỉ đến từ việc là nhận quà kia thôi. Đây, ngày lễ. Khi mà các bạn, đây, tấn công NPC hay là các bạn trưng thu, các bạn đều nhận được những cái điểm cộng ở đây. Khi mà điểm đạt được mức nhất định này, tăng 6 điểm nữa sẽ là nhận được thêm 25 điểm ở đây này. Đó, thì các bạn sẽ nhận được những cái này thôi. Nó tăng hồn tướng, quân lệnh, chiến công và cả quân lệnh cho các bạn đó. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta lại đi tiếp rồi đó các bạn. Và đây sắp đến điều khiển rồi các bạn ơi. Hơi xa nha các bạn. Mình không nghĩ là điều khiển cũng xa mình như vậy luôn á. Không biết là mình có bị cái gì không mà điều khiển nó đang xa thế. Chưa tới được nó luôn. Nào bạn ơi, vui lên nào. Bạn thuyền xuống ơi, lên đây nè anh nào. Xa quá ta. Đây là mình, may là mình nhận được rất là nhiều quân lệnh từ cái đánh này đấy các bạn. Chứ không là còn lâu mình mới gặp được đưa tưởng. Nhắc đến quà hàng ngày với những quà năng động của mình chưa nhận hết. Rồi, chiến đấu với người trên nước khác, tương tác chạy ngựa và tháp tự luyện. Mình cần tăng 10 điểm nữa đúng không ạ? Rồi, đánh hai thằng bất kỳ. Mình đã tăng thêm 10 điểm nữa rồi. 93 này, được 100. Thực ra mình cũng 100 nhưng mà nhằm khi thằng cuối 100 phải ra đúng không? Ồ, mình vẫn ăn hết lính rồi các bạn. Hay quá, gặp đúng người hết lính. Trời thương rồi. Rồi, rồi tiếp nào. Mình đã nhận được mốc tiếp theo rồi, xong thu hoạch rồi. Bây giờ chợ uy lôi đài. Đây lôi đài nó sẽ nằm ở trong phần ngày này nha các bạn. Mình nhận được một đàn chưa này, nhìn bạc thì ít. Vào ngày này chọn lôi đài nha các bạn. Đó, mở lần kế. 2 tiếng 52 phút nữa là có lôi đài rồi.
các bạn chỉ cần vào báo danh để chọn uy là xong thôi. Chọn uy thì chỉ cần chọn người nào có cái điểm điểm chọn uy cao nhất là được. Cứ đu theo số đông thôi các bạn. Này, hai ông thần này thất bại là chắc chắn luôn. Đi ngược số đông. Cái điểm đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm võ của các bạn nhé. Thì các bạn nên chọn con có điểm võ cao nhất. Trong trường hợp này thì mình đang có là Tào Phi điểm võ đang cao nhất. Nó mình có lôi đài, mình sẽ cho đổi tướng này, cho thành Tào Phi này. Điểm võ sẽ là cao nhất. Cái này nó sẽ khác với đấu trường nhé. Trong đấu trường nếu mà bạn dùng tướng đấu đơn thì trong đội hình sẽ không còn tướng đấy để đánh nữa. Nhưng mà trong lôi đài nó sẽ khác nha. Lôi đài nó sẽ không liên quan gì cả. Đấy, cho nên là vẫn sẽ dùng được. Còn tính ra mình có thiếu gì không? Chắc là hết rồi đấy. Chỉ cần đi mình lấy được điều thuyền đó các bạn là mình hoàn thành chỉ tiêu rồi đấy. Điều thuyền rồi, bạn đã xuất hiện. Vậy là mình hoàn thành chỉ tiêu thôi các bạn thôi. Chưa mộ em về thôi. Điều thuyền đó. Vậy là đã có tướng chống tiếp theo. Vị trí đầy không thể luyện. Ok, tăng lên cấp 40 thôi. Mình lấy được cái chống là được rồi. Xem mình may hay không nhá. Chống. Ui không có chống. Mình có thể chờ đến ngày mai các bạn. Mình đừng trùng tu nữa, mình hãy để dành vàng. Rồi, các bạn có thể thấy không ạ? Sau khi chiêu mộ điêu thuyền thì chúng ta có thể nhận một lượng quà đây. Hứa chữ. Vượt tháp thí luyện tầng 48 để nhận được hứa chữ. Nhìn cái tầng 48 nó thế thôi chứ các bạn có hứa chữ à nhầm. Có tháp thí luyện phát là các bạn có thể đạt được ngay đấy. Tầng 48 nó không có các bạn nghĩ đâu. Cứ đi theo đúng như mình nói. Đây là được 4 con trống ở đầu. Đây. Các bạn xong map lũ bố rồi này. Đây. Đâu ấy nhỉ? Đây. Rồi, Hàn Huyền Kinh Nam đúng không ạ? Rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Nhưng mà để đi tiếp được nha các bạn, phải nâng cấp trang bị của mình lên cấp 100 nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần tăng cửa hiện lên cấp 100, tăng phủ sách lược lên cấp 100 để có thể tăng được những cái đồ này của mình lên cấp 100 này các bạn. Hoặc ký của mình lên cấp 100 thôi là mình có thể đi tiếp được rồi. Tạm thời thì map tiếp theo sẽ hơi khó đối với lực hiện tại. Các bạn buộc phải chờ để có thể nâng cấp được cửa hiệu lên cấp 100. Và khi các bạn lên được cấp 110, các bạn sẽ có dương tinh tú để có thể quay được. Hôm nay chúng ta tiêu hơi nhiều đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận được dương tinh tú free, có thể quay free thêm. Thì đấy rất dễ dàng có thể nhận được dương tinh tú khi mà các bạn đạt được cấp 110 trong ngày đầu tiên đúng không ạ? Nó không hề phí một tí nào. Và khi mà các bạn đạt được cấp 110 thì ngoài tinh tú ra các bạn sẽ có thêm tháp thí luyện. Trong tháp thí luyện các bạn có thể chiêu mộ thêm tướng đó các bạn. Chỉ đơn giản là các bạn để tướng như thế này thôi, cho trống gõ trống thôi, rồi tướng chính làm hết. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, những cái sau đó chỉ là nâng cấp thành thôi, rất là đơn giản. Mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Hy vọng là các bạn thích clip này. Và rất là xui là tại vì Tào Thực và Điêu Thuyền nó không chịu ra trống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.